cho các bạn. Anh có một cái hồ như thế này. Đó, anh xuống anh bơi. Tung tăng bơi. Bơi một lúc thì các bạn sẽ thấy là mất máu đúng không? Đó, giống như mình hay bơi ở dưới hồ, ở dưới biển, một thời gian sẽ mất máu do thiếu oxy. Thì chúng ta sẽ tạo ra cánh cửa như vậy, chúng ta chui vô thì máu nó sẽ được phục hồi. Cái này nó giống như là chạm thở oxy vậy đó. Đó, bơi ra ngoài, mất máu, chui vô.